Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với live stream của Hùng. Phải nói chưa bao giờ Hùng live stream như này. Trong cái live stream ngày hôm nay thì Hùng xin phép được giới thiệu đến mọi người kênh Shopee. Kênh Shopee của Shop Hùng. Mọi người có thể tìm trên thanh tìm kiếm của sàn thương mại điện tử Shopee là Sport Hùng BMT viết liền không dấu như trên phần mô tả. Như trên phần mô tả của cái live stream này. Hello, xin chào 25 người xem, cho Hùng gửi lời chào đến tất cả mọi người đúng không ạ? Có ai đang theo dõi live stream chúng ta nói chuyện tương tác với nhau tí mùa dịch cho đỡ chán không? Bên Hùng thì đang triển khai cái sàn thương mại điện tử Shopee và bên Shopee cũng đang hỗ trợ Hùng. Hùng được gọi là xếp vào danh sách những người bán tiềm năng của kênh Shopee về mảng cầu lông. Và bây giờ thì Hùng đang tích cực là triển khai kênh Shopee với rất là nhiều chương trình khuyến mãi và ưu đãi. Tất cả các sản phẩm được mua trên Shopee với giá rẻ nhất nha mọi người. Hello anh Khải Lê. Về mức giá khuyến mãi các sản phẩm trên Shopee thì một lát nữa Hùng sẽ công bố cho mọi người nhá. Hello anh Khải Lê, cảm ơn đã chấm. Hello thằng em Đoàn Hữu Hải nhá. Hello mọi người chia sẻ live stream giúp Hùng với nhá. Ok anh Hồ Chí Hiếu, em chào anh Hồ Chí Hiếu nhá. Bây giờ vẫn còn sớm mà anh. Mới có 10 giờ. Hello anh Nguyễn Văn Điệp ạ. Anh Điệp khách hàng VIP bên em luôn. Hello Phượng ớt nhá. Hello chị Phượng ớt. Nhiều người chào quá. Chào không kịp. 6.000 xe em hết mất rồi anh Tony Ngọc ơi. Hello anh Luân Vũ fan cứng luôn ạ. Hello anh Đào Quang Bảo, hello anh Lê Ngọc Lưu nha. Giờ đẹp ok, nhàn thống 10 giờ, giờ đẹp phết anh nhỉ. Hello, nhiều người quá. Chào không kịp luôn. Hello anh Nguyễn Vũ Tuân. Xin chào anh Đào Quang Bảo nha. Xin chào anh Nhuận Ngô, cảm ơn anh Nhuận Ngô giúp em chia sẻ live stream nha. Mọi người nhiệt tình giúp mình chia sẻ live stream cái. Bây giờ thì Hùng xin phép được giới thiệu mọi người luôn. Hiện tại thì bên Hùng đang tập trung phát triển chặt kênh của Shop Hùng. Gọi là shop của Hùng trên sàn thương mại điện tử Shopee. Shopee đang là sàn thương mại điện tử số 1 Việt Nam hiện tại. Em chào anh Nguyễn Dũng nhá. Và Hùng lọt vào top những shop gọi là người bán tiềm năng về mảng cầu lông trên kênh Shopee. Hiện tại thì bên Hùng đang tích cực triển khai các chương trình khuyến mãi giảm giá với giá rất là rẻ trên kênh Shopee. Hiện tại thì là các phụ kiện và thời gian tới thì bên Hùng về các mẫu giày, các mẫu vợt, các sản phẩm mới thì Hùng đều sẽ up lên đây và mức giá mua tại Shopee là rẻ nhất. Rẻ nhất, rẻ hơn ở bình thường Hùng bán bên Facebook cũng tương đối nha mọi người. Thời gian này Hùng đang tập trung phát triển Shopee nên là về vấn đề lợi nhuận thì Hùng sẽ bán lợi nhuận ít thôi, bán giảm giá rất sâu cho mọi người trên kênh Shopee. Nếu mà mọi người biết đặt hàng qua Shopee đó là một lợi thế nhá. Còn nếu mà ai chưa biết cách đặt hàng qua kênh Shopee thì có thể học trên YouTube. Mọi người chỉ cần đăng ký một tài khoản Shopee. Ok, chào em Trịnh Hiếu nhá. Ngoài ra thì kênh Shopee của Hùng sẽ để giá sỉ của tất cả các sản phẩm, gần như là tất cả các sản phẩm mà bên Hùng bỏ sỉ với số lượng yêu cầu tối thiểu không cao để giúp các bạn nào mong muốn kinh doanh đồ cầu lông. Bạn nào muốn kinh doanh đồ cầu lông thì chỉ cần số vốn nhỏ là cũng có thể nhập về kinh doanh rồi. Đấy, chỉ cần vài triệu là có thể nhập các sản phẩm bên Hùng về để bắt đầu kinh doanh mà Hùng đã để với giá sỉ rồi. Tất cả các sản phẩm trên kênh Shopee mà bên Hùng có bỏ sỉ thì Hùng sẽ đều để mức giá sỉ cho mọi người về số lượng tối thiểu Hùng yêu cầu nó không cao. Nên là các bạn nào mà ví dụ các bạn sinh viên hoặc anh em nào ở các vùng các tỉnh mà muốn bán đồ cầu lông thêm để kiếm thêm một phần thu nhập thì có thể truy cập cái kênh Shopee này của Hùng để nhập về giá sỉ. Đó, ví dụ như cuốn cán hay là các phụ kiện cầu lông hoặc là giày cầu lông thì Hùng chỉ yêu cầu lấy khoảng tối thiểu 3 đôi trở lên thôi là có thể là đã có giá sỉ rồi. Hoặc anh em nào mà ví dụ gom mấy anh em câu bộ mua cùng 3 đôi giày trở lên là cũng được giá sỉ rồi. Mua về không biết là mọi người có kinh doanh hay là mọi người
mọi người kinh doanh hay là mọi người có mua, anh em góp vào mua chung một lúc mấy đôi giày trên cùng một đơn thì mọi người cũng được mức giá rẻ hơn đấy. Ok, em muốn tập kinh doanh đồ cầu lông. Ok em nha. Thế thì hãy truy cập kênh Shopee Support Hùng BMT. Hùng đã để đường dẫn ở trên mô tả của cái video này. Và bây giờ xin phép mọi người là Hùng giới thiệu đến các chương trình khuyến mãi một số sản phẩm đang hiện tại đang được triển khai trên Shopee nha. Ok, ví dụ như một số phụ kiện. Móc khóa cầu lông này thì bình thường các shop bán khoảng 20-25k. Trên kênh Shopee của Hùng bán chỉ 16k thôi. Và hiện tại thì Hùng đang triển khai chương trình khuyến mãi 50% mua móc khóa này với giá chỉ có 8.000 trên một chiếc. Mọi người có thể mua móc khóa này về về để làm quà tặng nhá. Chỉ 8.000 một chiếc. Bên Hùng đang triển khai chương trình khuyến mãi Shopee để phát triển kênh Shopee nên là có mức giá rất là tốt. Móc khóa cầu lông kim loại bình thường các shop bán 20-25.000. Bên Hùng hiện tại chỉ đang bán 8.000 một chiếc. Tuy nhiên thì số lượng mua cũng bị giới hạn nhá, chứ không thể mua được nhiều được bởi vì bán không lãi rồi không thể mua nhiều được. Tiếp theo là bên Hùng vừa mới về cái vòng tay Yonex, Hùng thấy rằng là các bạn trẻ thì rất thích cái vòng tay Yonex này nên là Hùng quyết định Hùng nhập về. Vòng tay Yonex bình thường các shop bán cũng 20-25.000 và hiện tại thì bên Hùng đang bán với mức giá là 16.000 trên một chiếc vòng tay này. Tuy nhiên thì hiện tại cũng đang có khuyến mãi là 8.000 trên một chiếc vòng tay này thôi ạ. Chỉ 8.000 thôi. Đấy cũng rất thích hợp để làm quà tặng hoặc là chúng ta đeo vào cũng rất là đẹp. Đấy, vòng tay bằng chất liệu cao su nhá. Đây, vòng tay bằng chất liệu cao su. Vòng tay Yonex và nó có biểu tượng Yonex, sẽ có 3 biểu tượng Yonex được thiết kế. Đó, vòng tay cao su Yonex nha mọi người. Đấy. Chỉ 8.000 một chiếc thôi ạ. Đang được khuyến mãi chỉ còn 8.000 một chiếc thôi. Bình thường thấy các shop, nhiều shop trên mạng tuần bán 20-25.000 một chiếc vòng tay này. Đấy, cái này Hùng thì về phục vụ các bạn trẻ. Thích phong cách trẻ trung, thích đeo cái vòng tay này nhá. Đó. Vòng tay có chu vi Hùng nhớ không nhầm thì nó vào 12 mm và chiều chiều rộng hình như là 10 hay 12 mm đấy, còn chiều chiều rộng này nó là 1,2 cm nhá. 12 cm và 1,2 thì vậy. Đúng rồi, cuốn cán bên em cũng cuốn cán Hùng cũng vừa để giá xỉ trên Shopee nha, mọi người có thể mua trên Shopee giá xỉ rất là tốt. Giá xỉ rất là tốt nha, và đợt tới thì bên Hùng sẽ về rất là nhiều các mẫu cuốn cán khác nhau, từ cuốn vải này và đến rất nhiều loại cuốn cán cao su khác nhau để phục vụ anh em. Đấy, tiếp theo điều giới thiệu đến mọi người một số sản phẩm. Ví dụ như đây là sản phẩm bó gối to của bên Hùng. Bên Hùng trước giờ bán toàn 150.000 một chiếc. Đây, bó gối ba đai nha mọi người, à không phải bó gối. Đây là chiếc bó đùi. Đây là chiếc bó đùi để bó vào đùi, ví dụ như cho anh em chơi cầu lông mà di chuyển mà bị căng cơ đùi ấy thì bó cái này. Đó. Căng cơ đùi thì bó sản phẩm bó đùi này nhá. Đấy. Bó đùi này thì bên Hùng bình thường là bán 160.000 một chiếc và hiện tại đang khuyến mãi chỉ có 134.000 thôi. Và hiện tại thì kênh Shopee của Hùng cũng đang được bên Shopee hỗ trợ miễn phí ship mọi người ạ. Đang được Shopee hỗ trợ miễn phí ship nhá. Đây, chỉ 134.000, 160.000 giảm giá chỉ còn 134.000, đây là cái bó đùi. Bó đùi anh em nó căng cơ đùi nhá. Hoặc là sản phẩm bó gối to 3 đai này. Đó. Đây là sản phẩm bó gối to 3 đai, sản phẩm bán chạy dã man lên shop Hùng luôn. Đấy. Và từ trước giờ anh em chắc cũng rất nhiều người đang theo dõi livestream này cũng đã từng mua cái bó gối 3 đai này của bên Hùng rồi. Thì bên Hùng đang triển khai chương trình khuyến mãi Shopee. Đây, bó gối 3 đai. Miếng silicon tròn ở giữa, đây hai đường silicon, hai đường silicon dưới giúp chống trượt, hai lò xo ở đây và hai lò xo ở đây, tức là hai lò xo nẹp hai bên giúp trợ lực rất là tốt cho đầu gối, ba đai dán rất là chắc, hai cái đai trên và đai dưới này được hai được may hai miếng dán nên là rất là chắc chắn, đai ở giữa để cố định cân bằng. Đai này, cái bó gối ba đai này thì là sản phẩm phải nói là bán chạy số 1 của bên shop Hùng. Giá bình thường bán là 150.000.
Hiện tại thì đang được khuyến mãi trên shop, bên Hùng đang triển khai chương trình khuyến mãi trên Shopee. Chỉ có 118.150 đồng thôi. Tức là giảm từ 150.000 xuống còn 118.000 thôi mọi người nha. Và thậm chí là trên kênh Shopee, bên Hùng đang được phía Shopee họ hỗ trợ miễn phí ship đấy mọi người ạ. Đang được Shopee hỗ trợ, có thể là hỗ trợ miễn phí ship 100% hoặc là có phiếu mã giảm giá miễn phí ship cho mọi người nha. Đó. Ngoài ra thì bên Hùng còn có đang có cái ưu đãi nữa. Ưu đãi nữa đó là khách sẽ còn được giảm giá thêm, đó là khách follow shop thì sẽ được giảm thêm 8.000 trên một đơn, trên đơn hàng đầu tiên này. Tiếp theo nữa là khách nào mua tổng giá trị đơn hàng trên 199.000 lại được giảm thêm 7.000 nữa này. Trên 299.000 được giảm thêm 10.000, trên 399.000 được giảm thêm 13.000 nữa này. Đấy, ngoài sản phẩm được khuyến mãi rất sâu thì còn có thêm các mã giảm giá nhá. Còn có thêm các mã giảm giá cho giá trị đơn hàng nhá. Đấy, ví dụ như mọi người mua cái bó gối này bình thường là 150.000 đúng không ạ? Một đôi là 300.000 và bình thường Hùng thu phí ship là 30.000 là 330. Còn mua một chiếc là 150 cộng 30.000 là 180.000. Hiện tại thì đang được khuyến mãi, Hùng đang triển khai khuyến mãi trên Shopee là chỉ 118.000. Và thậm chí còn được miễn phí ship, mọi người follow shop hình như được giảm 8k là chỉ còn 100.000. Và mọi người mua đơn hàng, ví dụ mua một đôi thì giá trị đơn hàng trên 199k thì mọi người lại được giảm thêm 7.000 nữa. Tức là cái bó gối này mọi người mua chỉ dưới 110.000. Trong khi nếu mà tính ra mua qua Facebook thì mọi người mua 150 và phí ship là 30.000 nữa, tức là mọi người mất 165.000. Mọi người tiết kiệm được đâu đó khoảng gần 60.000 khi mua trên Shopee. Dĩ nhiên là chương trình này bên Hùng không thể gọi là không thể khuyến mãi dài được. Thời gian đầu thì Hùng mới cho khuyến mãi mức giá gọi là gần như không lãi như thế. Đó thì anh em tranh thủ cái cơ hội này Hùng cũng muốn. Tuy nhiên thì về sau này thì các sản phẩm này nó khuyến mãi nó cũng sẽ được giảm giá hơn ở bên Facebook. Ví dụ như kiểu đang bán 150.000 thì sau này Hùng sẽ duy trì khuyến mãi đều ở với mức giá nó rơi khoảng 120.000 chẳng hạn thì nó cũng rẻ hơn trên Facebook đúng không ạ? Chỉ duy nhất trên kênh Shopee mới có ưu đãi này thôi nhá. Còn mua qua Zalo, mua qua YouTube hay là mua qua Facebook thì giá vẫn là 150.000. Hùng không thể bán rẻ hơn được. Đấy, kênh Shopee thì Hùng đang cần phát triển nó nên Hùng để ưu đãi như vậy. Đó là chiếc bó gối. Ví dụ như bó khuỷu tay chẳng hạn. Bó khuỷu tay này bình thường Hùng bán qua Facebook là 130.000 một đôi. 130.000 một đôi ạ. Và hiện tại thì chờ Hùng chút. Mình phải xem khuyến mãi. Mọi người lên Shopee, mọi người chỉ cần gõ vào thanh tìm kiếm là Support Hùng BMT, viết liền không dấu nhá. Đâu xem cái bó khuỷu tay đang triển khai khuyến mãi là bao nhiêu nào. Bó khuỷu tay đang triển khai khuyến mãi bình thường là giá là 70.000 một chiếc và 130.000 một đôi. Thì hiện tại giá chỉ còn có 94.000 một đôi thôi ạ. Bình thường là 130.000 một đôi, bây giờ chỉ còn 94.000 một đôi thôi. Bó khuỷu tay nha mọi người. Hoặc là bó gối đơn, bó gối một đai, bó gối đơn. Đây là chiếc bó gối đơn cao cấp của thương hiệu Outline. Chiếc bó gối này thì bình thường là bán 100.000 mà hiện tại thì đang được giảm giá chỉ còn 77.000 trên Shopee. Và dĩ nhiên mua trên Shopee mọi người còn được miễn ship nữa. Đó. Tiếp theo là bó bắp chân. Đây là một bó bắp chân một đôi. Đây là bó bắp chân cao cấp. Bó bắp chân cao cấp của bên Hùng thì bình thường là 179.000. Nhưng hiện tại Hùng chưa để khuyến mãi cái sản phẩm bó bắp chân này. Nhưng có thể thời gian tới Hùng khuyến mãi nó chỉ còn khoảng 179 thì chỉ còn 120.000 thôi. Rất là rẻ. Đó. Và bó cổ tay thì bình thường bán 65.000 một chiếc. Và hiện tại thì đang được giảm giá còn 46.000, tức là được giảm giá 19.000 và dĩ nhiên cũng là được free ship. Họ Shopee họ hỗ trợ ship nhá. Đây, sản phẩm bó cổ chân cũng là sản phẩm bán chạy nhất của bên Hùng. Sản phẩm bó cổ chân siêu mỏng bằng carbon. Đây, chất liệu carbon. Siêu mỏng, đeo vào không bị cộm chân. Và bó rất là chắc chắn. Sản phẩm này bên Hùng cũng bán cực kỳ chạy. Xưa nay vẫn bán 100.000 một
chiếc và 200.000 một đôi, ship 30.000 là 230. Tuy nhiên hiện tại mọi người mua qua Shopee giá chỉ 79.000 và tính ra cứ tính là 80.000 đi thì hai một đôi chỉ có 160 và thậm chí là không mất ship nữa. Bình thường mọi người mua một đôi là 230 cả ship đúng không? Bây giờ mọi người mua 160 không mất ship. Cái này thì cái chương trình khuyến mãi này chỉ được áp dụng trên kênh Shopee Support Hùng BMT thôi nha mọi người. Chứ còn Facebook thì Hùng không thể để mức giá này được. Hùng đang cần phát triển kênh Shopee nên là Hùng để mức giá khuyến mãi gần như là không có lãi. Nếu mà tính cả chi phí gói hàng, cung gói hàng và thậm chí là Hùng đang phải trả tiền gói hàng cho nhân viên nữa thì thực ra là gần như là không có lãi. Đó. Ngoài ra thì mọi người mua hàng bên Hùng thì bên Hùng còn tặng quà, ví dụ như có thể là tặng móc khóa cầu lông hoặc tặng cuốn cán cho mọi người nữa, nên là phải nói là gần như không có lãi rồi, không có lãi luôn rồi. Đấy thì mọi người tranh thủ cái cơ hội này nhá. Hoặc ví dụ như chiếc áo cầu lông Linh này, đó thì giá bình thường bán giá 369.000, bây giờ giảm còn 276.000, áo Linh chính hãng mà Hùng đang mặc. Và Hùng đang cần 10 người, đang cần 10 người đặt mua áo Linh chính hãng bên Hùng. Sản phẩm có 6 màu, áo này mặc rất sướng. Và Hùng đã đăng lên trên Shopee rồi. Và anh em nào muốn mua mẫu áo này thì Hùng để giá chỉ 230.000, nhưng mọi người phải nhắn tin riêng cho Hùng qua Shopee để Hùng tạo mã giảm giá cho mọi người. Hiện tại sản phẩm đang được giảm giá là 369.000, còn 276.000. Tuy nhiên anh em, Hùng muốn để 10 slot cho 10 anh em đầu tiên nào muốn mua chiếc áo Linh chính hãng bên Hùng. Sản phẩm thì có 5 màu đã được đăng Shopee với giá chỉ 230.000, tức là Hùng sẽ tạo một mã khuyến mãi giảm giá từ 276.000 nữa, có nghĩa là nó giảm từ 369 xuống còn 276 rồi. Bây giờ Hùng tiếp tục giảm thêm cho mọi người là 276 trừ đi 230.000 là giảm thêm 46.000 nữa. Hùng sẽ tạo thêm một cái mã giảm giá 46.000 nữa cho sản phẩm áo thể thao Linh chính hãng. Đó. Còn rất nhiều các sản phẩm, thời gian tới thì có các sản phẩm giày vợt thì Hùng cũng sẽ triển khai các chương trình khuyến mãi rất là sâu. Có thể là 20-25%, thậm chí là có những chương trình flash sale vào khung giờ từ 9 giờ đến 10 giờ các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh Shopee của Hùng thì sẽ khuyến mãi là sâu nhất. Sẽ thỉnh thoảng sẽ có flash sale nha mọi người. Đó. Nói chung bây giờ Hùng đang dồn toàn tâm toàn lực cho kênh Shopee. Thời gian đầu thì xác định là bán gần như không lãi để anh em quen với việc mua sắm trên Shopee. Đấy, mua sắm trên Shopee thì bên Hùng xử lý đơn hàng các thứ nó sẽ nhanh hơn. Đấy, mọi người biết mua hàng trên Shopee thì đấy là một lợi thế cho mọi người nhá. Ok, đấy, hôm nay Hùng chỉ giới thiệu thế thôi. Anh Phạm Văn Hoành muốn đặt hàng lên Shopee đặt nhá. Chứ em nếu mà đặt Facebook thì em vẫn sẽ báo giá theo chuẩn bình thường em bán. Bình thường bán thì bán có lãi, còn bây giờ bán Shopee là gần như không lãi. Kênh Shopee của em có ghi ở trên phần mô tả video kìa anh. Support Hùng BMT, BMT ấy, BMT. Đấy, viết liền, mọi người có thể lên thanh vào shopee.vn. Tìm kiếm là Support Hùng BMT viết liền không dấu, hoặc là mọi người có thể truy cập đường dẫn đó là shopee.vn gạch chéo Support Hùng BMT viết liền không dấu như theo phần mô tả nha. Mọi người có thể ấn vào chữ hiển thị để nó ra đường link của Shopee nha mọi người. Đấy, các sản phẩm đang được khuyến mãi mình Hùng rất rẻ, anh em nào biết đặt hàng qua Shopee là một lợi thế cực kỳ tuyệt vời. Thế Hùng đang triển khai chương trình đây, hôm nay vừa tạo chương trình khuyến mãi và ở bên Shopee họ cũng đang hỗ trợ Hùng về phí ship cho khách hàng nữa, nên rất là tuyệt vời. Ngoài ra thì Hùng còn có những mã giảm giá theo giá trị đơn hàng, ví dụ như giá trị đơn hàng mà lớn hơn 199.000 thì được giảm thêm 7.000. Lớn hơn 299.000 thì được giảm thêm 10.000, hơn 399.000 được 13.000. Giá trị đơn hàng lớn hơn 499.000 giảm được 16.000. Và lớn hơn 599.000 được giảm 20.000 nữa. Đấy.
shopee.vn gạch chéo sport hùng bmt, nhớ là viết liền và không có dấu nha mọi người, sport hùng bmt đó. Anh em nào mà biết mua hàng trên Shopee thì tranh thủ cơ hội này nhá. Đấy, ngoài ra như mẫu áo Hùng đang mặc đây, Hùng cũng đã đăng lên Shopee rồi. Mẫu áo rất là ngon, có 5 màu. Cho 10 anh em đầu tiên nhắn tin qua Shopee cho Hùng, mọi người vào Shopee và nhắn tin cho Hùng, thì sản phẩm đang được giảm giá 369.000, chỉ còn có 276.000. Và 10 người đầu tiên mua hàng sẽ được Hùng tạo nhắn tin qua Shopee cho Hùng, sẽ tạo một cái mã giảm giá 46.000 nữa. Tức là mọi người mua một chiếc áo linen chính hãng như này, bình thường ngoài store nó dao động từ khoảng 400 đến 600.000 một chiếc áo linen chính hãng, thì hiện tại là mọi người chỉ mua với giá 230.000, không có đâu rẻ ở như Shopee cả. Tuy nhiên chỉ có 10 người đầu tiên nhé mọi người, còn những người tiếp theo thì giá khuyến mãi sẽ là 276.000 với chương trình khuyến mãi hiện tại của Hùng. Còn nếu không có khuyến mãi thì sẽ là 369.000 nhá. Áo rất là đẹp nha mọi người, yên tâm là áo đẹp. Và nếu mà mọi người nhận hàng mà không ưng ấy, thì Hùng chấp nhận là cho mọi người trả lại hàng và Hùng hoàn tiền 100% cho mọi người. Đấy, nhưng dĩ nhiên là áo vẫn phải còn nguyên vẹn cho Hùng nhá. Chương trình khuyến mãi đặc biệt rồi, bây giờ không giới thiệu khuyến mãi nữa. Bây giờ còn anh em đang theo dõi live stream, mọi người có muốn hỏi gì không ạ? Hay là chúng ta có thể trao đổi nói chuyện với nhau tí cho vui ạ. Đấy, chương trình giới thiệu của Hùng hôm nay kết thúc ở đây. Bó gối này 100.000 bình thường, bây giờ có 79.000 thôi. Cái gì cũng rất là rẻ, nhưng mọi người phải tranh thủ nha. 19.12 bó gối to. Đấy, thời gian tới thì mọi người đừng quên theo dõi kênh Shopee của Hùng, bởi vì là thời gian tới thì Hùng sẽ triển khai rất là nhiều chương trình khuyến mãi giày vợt trên đó nữa. Hiện tại thì giày vợt bên Hùng đang gần như là hết hàng, nhưng nếu còn thì cũng đã triển khai chương trình rồi. Đấy, thời gian tới mọi người sẽ được mua vợt với giày rất là rẻ trên kênh Shopee của Hùng. Và các bạn có thể mua sỉ trên trực tiếp trên kênh Shopee của Hùng, với số lượng yêu cầu tối thiểu Hùng để rất là thấp, để các bạn có vốn bé thì cũng với số vốn chỉ vài triệu cũng có thể bắt đầu kinh doanh đồ cầu lông nhá. Đấy. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi cái live stream này đến thời điểm hiện tại. Hiện tại thì Hùng cũng thấy là cũng gần như rất là ít người tương tác rồi. Và cũng muộn rồi thì Hùng xin phép kết thúc live stream ở đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và xin chào, hẹn gặp lại mọi người tại những live stream tiếp theo. Nếu mà anh em nào chưa nghe được hết về việc Hùng phổ cập cái chương trình mua khuyến mãi Shopee này thì mọi người hãy xem lại video nha. Về vợt Yonex thì hiện tại bên em chưa kinh doanh về vợt Yonex, bên em hiện tại đang kinh doanh về vợt linen thôi ạ. À, thời gian tới hiện tại thời gian tới thì Hùng cũng sắp chuẩn bị triển khai các dòng vợt, dòng giày của thương hiệu cầu lông Kumpo. Kumpo là một thương hiệu cầu lông cũng khá nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Và hiện thời gian tới thì sau khi Hà Nội kết thúc cách ly thì Hùng cũng sẽ bắt đầu triển khai trở thành nhà phân phối của thương hiệu Kumpo tại Việt Nam. Sản phẩm giày cầu lông của Kumpo thì giá nó rất là phải chăng, nó dao động từ khoảng 550.000 đến khoảng dưới 1 triệu đồng. Đã có những đôi giày rất là chất lượng và cầy sân bê tông rất là tốt, rất là phù hợp với anh em cầu lông. Đấy, hiện tại Hùng đang kinh doanh linen, Hùng nhận thấy là tầm giá dưới 800 của linen thì gần như là không có. Hùng triển khai thêm thương hiệu Kumpo nữa, rất là mong mọi người ủng hộ trong thời gian tới. Thời gian tới Hùng sẽ kinh doanh cả bao vợt của thương hiệu Kumpo, cũng có thể là thêm quần áo và các phụ kiện của Kumpo nữa. Ngoài ra thì Hùng sẽ triển khai các dòng vợt tầm giá rẻ dưới 600.000 để cho các bạn mới chơi cầu lông. Những sản phẩm vợt cầu lông dưới 600.000 cho những người mới chơi rất là chất lượng và bảo hành đầy đủ. Vợt thì đều có căng sẵn lưới hết. Và vợt trong tầm giá dưới 600 đảm bảo là ngon nhất và rẻ nhất cho những người mới chơi cầu lông. Đấy. Thì Hùng xin giới thiệu như thế. Thì anh em hãy, nếu mà chưa biết mua hàng Shopee thì Hùng nghĩ rằng mọi người nên tìm hiểu để mua hàng với mức giá rẻ nhất. Trên Shopee thì không phải chỉ sản phẩm của bên Hùng đâu, mà mọi người mua quần áo hay mua bất cứ sản phẩm gì mọi người muốn mua thì trên Shopee cũng giá rất là rẻ nha mọi người. Nên là cái việc mà mua sắm trên Shopee ấy,
nó là xu thế của tương lai rồi. Và thời gian trong tương lai thì nó sẽ càng phổ cập hơn. Như kiểu bên bên Trung Quốc ấy, thì bây giờ sàn thương mại điện tử họ mua hàng chính là trên sàn thương mại điện tử, bởi vì mức giá rất là rẻ, rất là cạnh tranh. Và thói quen mua sắm tương lai thì cũng sẽ là qua thương mại điện tử. Đó, thì mọi người hãy nắm bắt cái thời cơ này, biết mua hàng trên Shopee càng sớm càng tốt. Bây giờ Hùng thực ra là từ khi biết đến Shopee thì mua sản phẩm gì thì Hùng cũng mua trên Shopee hết, bởi vì nó giá nó rất là rẻ mọi người ạ. Tuy nhiên thì trên Shopee nó cũng có nhiều shop, có những shop uy tín, có những shop nó làm nhái làm giả, toàn bán hàng linh tinh hoặc nó lừa người ta ấy. Hùng lên Shopee Hùng thấy rất là nhiều kênh Shopee bán giày Li-Ning mà rõ ràng toàn đăng ảnh chính hãng, mà không hiểu kiểu gì mà nó bán đôi giày toàn 300-400 nghìn, mà trong khi Hùng là người bán Li-Ning, Hùng biết thừa với mức giá nào là fake, mức giá nào là thật. Rất là nhiều Hùng đảm bảo là mua trên Shopee, mà mua phải shop không uy tín thì cũng rất là nhiều người bị mất tiền đấy, phải nói là ôm hận chứ không phải đơn giản. Thì chúng ta trên Shopee nó có các đánh giá của người mua trước, và nó rất nhiều các yếu tố để mình có thể đánh giá cái shop đấy. Đấy. Còn bên Hùng thì đang triển khai Shopee, tất cả sản phẩm mức giá rẻ nhất trên Shopee cho mọi người nha. Hùng đã để lại đường dẫn ở phía dưới cái mô tả của cái livestream này, của cái video này. Mọi người có thể bấm vào để truy cập kênh Shopee của Hùng. Hùng biết rằng là thói quen mua sắm trên Shopee nó chưa được phổ biến với mọi người, nhưng mà nếu mà mọi người học hỏi thì tạo một tài khoản Shopee chỉ mất khoảng 2-3 phút thôi. Mọi người chỉ cần có một số điện thoại thôi là mọi người có thể tạo một tài khoản Shopee rồi. Tạo xong tài khoản thì mọi người chỉ cần nhớ là tên tài khoản và mật khẩu của mình để lần sau mình còn đăng nhập là được. Và số điện thoại của mình phải nên tạo bằng số điện thoại chính chủ nha mọi người, bởi vì nhiều khi đăng nhập họ yêu cầu nhập mã OTP, có nghĩa là người ta sẽ gửi tin nhắn về số điện thoại của mình nhập mã đấy mới đăng nhập được. Đấy, mọi người lưu ý. Còn về việc mua, cách mua hàng tạo tài khoản trên Shopee thì mọi người chỉ cần lên YouTube gõ là cách tạo tài khoản trên Shopee là được ạ. Ok, anh Lê Bá Thủy nhắn tin vào Facebook giúp em nhé. Anh nhắn tin vào Facebook giúp em để em tư vấn vợ cho anh ạ. Ôi, cảm ơn mọi người rất là nhiều nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người tại những video, những livestream, những chương trình giảm giá hay là những livestream cầu lông của Hùng trong tương lai. Cảm ơn mọi người và chúc tất cả mọi người ngủ ngon ạ. Mọi người nhớ vào Shopee của Hùng xem nhá. Thời gian tới sẽ khuyến mãi giày vợt, bao vợt, phụ kiện cầu lông, rất là nhiều thứ. Và Hùng còn bán sỉ trên đấy nữa, anh em nào với số vốn mà chỉ có vài triệu thôi muốn nhập hàng sỉ về thì mọi người nhớ vào Shopee của Hùng. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh Bằng Nguyên cười, em chắc bảo nghỉ từ nãy rồi mà bây giờ vẫn còn nói. Ôi, chúc mọi người ngủ ngon nhé. Lần này thì nghỉ thật rồi ạ.